thoát kiếp nạn sống lại nhờ niệm Quán Âm. Nè, à Thành, cháo mẹ mới nấu đó, con ăn một bát đi. Nhìn thiệt là ngon, con cảm ơn mẹ. Mẹ, thưa mẹ, con đi làm. Ừ, đi được cẩn thận. Dạ, con biết rồi, con sẽ chạy chậm mà. Hôm đó là 24 tháng 3. Trong lòng bà tôi cứ cảm thấy trống ngực đập thình thịch, không hiểu sao tâm trạng cứ bồn chồn lo lắng không yên. Sao vậy ta? Tự nhiên cứ cảm giác bồn chồn không yên trong lòng. Không biết bị bệnh, tự nhiên cứ thấy bước rất khó chịu quá. Alo, xin chào, cho hỏi cậu tìm ai? Xin hỏi có phải cô Tô không ạ? Con trai cô bị tai nạn giao thông rất nặng, hiện giờ đang nằm cấp cứu ở trong bệnh viện. Mong cô mau đến bệnh viện gấp để làm thủ tục. Con mình bị tai nạn giao thông. Ngay khi biết con đã bị tai nạn giao thông, bà tôi lập tức chạy ngay đến bệnh viện. Con nhất định phải bình an vô sự. Khi bà tôi chạy đến bệnh viện, thì con trai bà đã được đưa vào phòng phẫu thuật để cấp cứu. Con ơi, con của mẹ, con nhất định phải bình an vô sự. Cô Tô à, cô hãy bình tĩnh đi. Con cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật để cứu chữa rồi. Chúng tôi đã dốc hết sức để cứu chữa cho anh ấy. Cô Tô, vừa rồi tình trạng của con cô rất nguy kịch, nên không thể kịp thời liên lạc ngay với người nhà, nên chúng tôi chỉ còn cách đại diện thay cô mà thôi. Tình trạng con tôi có phải rất nguy hiểm không? Cô yên tâm, các bác sĩ và y tá đang làm cấp cứu cho cậu ấy. Công đức phóng sanh có thể giải trừ tai nạn nghiệp chứng nhanh nhất, nên phóng sanh càng sớm càng tốt. Còn phải hết lòng thành khẩn thiết tha cầu đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Mình biết mình phải làm gì rồi. Cứ như thế, bà tôi nhờ những sư huynh sư tỷ mà bà quen biết mua giùm chim cá để phóng sanh, rồi hồi hướng cho con bà để được tiêu tan giải nghiệp, sớm thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo. Ừ, em biết rồi, giờ em sẽ đến tiệm mua chim về phóng sanh liền. Cô cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp cô. Cô đừng có lo lắng, cả nhà chúng tôi sẽ trợ giúp cho cô. Ngoài ra còn có cả một số sư huynh, sư tỷ cùng đến bệnh viện niệm Phật để hồi hướng và thành tâm cầu phúc. Ở bên ngoài phòng phẫu thuật, tiếng niệm Phật vang lên suốt 12 tiếng không ngớt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Các sư huynh sư tỷ thay phiên nhau niệm Phật hồi hướng. Tiếng phạm âm vang dội khắp ba lầu của bệnh viện. Đến sáng sớm ngày hôm sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ, con trai tôi thế nào chứ? Tình hình không mấy lạc quan, cô nên chuẩn bị tâm lý trước. Bác sĩ, rốt cuộc con trai tôi là thế nào? Khi con trai cô được đưa đến bệnh viện thì đồng tử đã giãn rộng rồi, còn huyết áp chỉ có 40-50. Hơn nữa, phần trán bên phải đã bị vỡ nát, thấy tới hộp sọ, tràn dịch não, xương khuỷu tay phải, chân và đầu gối phải toàn bộ đều bị gãy khúc, người hoàn toàn chìm vào trạng thái hôn mê. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Tay của anh ta cử động kìa. Nhanh, nhanh, bệnh nhân có phản ứng, mau cấp cứu. Bà Tô vẫn chờ đợi ngoài phòng bệnh, thành tâm trì niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm suốt không dám ngơi nghỉ. Các sư huynh sư tỷ cũng ngày ngày giúp bà phóng sanh hồi hướng. Thời gian từng ngày trôi qua, và bệnh tình con trai bà Tô cũng từng ngày giống như kỳ tích chuyển biến tốt hơn. Đến ngày thứ 30, cuối cùng cậu ấy cũng thoát khỏi nguy hiểm. Cậu xin Quan Thế Âm Bồ Tát che chở và hộ cho con trai con sớm tỉnh lại. A Thành, A Thành, cuối cùng con đã tỉnh lại rồi. Mẹ ơi, con bị làm sao vậy? Sao con lại nằm trong bệnh viện vậy mẹ? Đúng là Quan Thế Âm Bồ Tát che chở, cảm niệm ân đức Bồ Tát che chở, Quan Thế Âm Bồ Tát. Mẹ ơi, con đúng là có thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đó mẹ. Ban đầu con ở một nơi rất tối tăm, không ai quan tâm đến con. Thật là không thể tin được. Đây là đâu? Tại sao tối quá vậy? Bỗng nhiên trên trời xuất hiện rất nhiều thứ hình dạng giống như quả cầu phát sáng. Còn tiện tay bắt lấy một cái, mở ra thì thấy trên đó có chữ viết Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó trời lại tối đen như cũ, còn bàn niệm danh hiệu Bồ Tát. Bỗng nhiên lúc đó, từ dưới đất từ từ Bồ Tát hiện lên. Rất to, rất cao, toàn thân tỏa ra quần sáng vàng rực rỡ dịu mát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mấy chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát xếp thành một hàng, sáng lòa chiếu khắp người con. Hơn nữa, càng lúc càng nhích gần tới con, càng lúc càng gần. Sau đó thì con tỉnh lại đó. Đây đúng thật là kỳ tích. Nếu như không phải bà Tô tháng nào cũng tham gia vào hoạt động phóng sanh, mấy năm qua đã kết được rất nhiều thiện duyên. Nếu không phải là các vị sư huynh sư tỷ đồng loạt sinh niệm thánh hiệu Bồ Tát phóng sanh làm lành, thì làm sao có thể cứu được A Thành thoát khỏi một kiếp nạn dữ. Phật.